Công an nhân dân vừa tiên tri, Bộ trưởng Tô Lâm liền ra phán quyết toàn quốc vụ từ thiện, riêng Mr. Đàm có động thái lạ. Trước câu chuyện các phương tiện truyền thông phản ánh việc một số nghệ sĩ quyên góp từ thiện cứu trợ thiếu minh bạch trong giải ngân, Bộ Công an đã có động thái đề nghị ngân hàng rà soát sao kê tài khoản của họ. Trong khi đó, chuyên gia tội phạm học cho rằng rà soát để trả lời câu hỏi có hay không việc ăn chặn. Mới đây, phía cơ quan chức năng đã có động thái tiếp theo về những lùm xùm từ thiện thời gian qua. Về việc rà soát kết quả các hoạt động thiện nguyện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chiều 10 tháng 11 cho biết, hiện Bộ Công an đang giao Cục Cảnh sát Hình sự xem xét các nguồn tin về việc sử dụng tiền cứu trợ người dân trong đợt mưa lũ miền Trung năm 2020. Đơn vị này đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát hoạt động tiếp nhận quyên góp của các nghệ sĩ, việc chi tiêu từ các tài khoản này. Cục Cảnh sát Hình sự cũng phối hợp với các địa phương để xem xét việc giải ngân tiền từ thiện tới người dân. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của công dân về những sai phạm trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nghệ sĩ, mọi hoạt động đang thực hiện theo đúng quy trình pháp luật. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, về nguyên tắc nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia làm thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn gặp thiên tai. Nhà nước cũng quy định hai cơ quan tham gia việc kiểm tra giám sát hoạt động này là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Theo nghị định 64, đây là hai cơ quan đứng ra tổ chức các hoạt động này tuy nhiên pháp luật chưa quy định cụ thể hoạt động huy động tiền thiện nguyện của các cá nhân tổ chức khác thế nào khâu cấp phát ra sao vừa qua các tổ chức cá nhân đã thực hiện việc mua chuyển hàng đến người dân khó khăn chúng tôi chủ trương khuyến khích nhưng làm từ thiện phải trên cơ sở có nguyên tắc quy định pháp luật bộ trưởng đào ngọc dung nói Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Nghị định 64 và mới đây chính phủ đã ban hành Nghị định 93 để thay thế. Trong đó nêu rõ cách làm, huy động bằng tiền, quyên góp hiện vật thì đều có hướng dẫn cụ thể. Bộ trưởng bày tỏ, khi Nghị định 93 có hiệu lực, hoạt động từ thiện này sẽ đi vào nề nếp, còn vừa qua ai làm sai buộc phải xử lý dù không muốn. Giải trình thêm về quản lý hoạt động thiện nguyện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Nghị định 64 năm 2008 về hoạt động này đã bộc lộ những hạn chế nhược điểm và đã được khắc phục bằng Nghị định 93 vừa ban hành. Nghị định 93 quy định rõ các đối tượng từ mặt trận tổ quốc đến hội chữ thập đỏ, tổ chức cá nhân thực hiện các hoạt động vận động tài trợ thiện nguyện, việc phân bổ các vật tư hàng hóa cho đối tượng được thụ hưởng và ghi chép cụ thể các chi tiêu được mở các tài khoản với từng đợt huy động và sau vận động phải đóng tài khoản. Quy định chế độ báo cáo một cách chặt chẽ như trước khi vận động thì phải đăng ký với Ủy ban nhân dân nơi vận động trong vòng 3 ngày, Ủy ban phải trả lời người dân về việc vận động từ thiện. Nghị định 93 cũng quy định các hình thức vận động, thanh tra, hoạt động vận động tài trợ xem có đúng quy định pháp luật hay không. Trước đó, Đào Vĩnh Hưng cũng như Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên là những nghệ sĩ bị gọi tên nhiều nhất trong ồn ào liên quan tới tiền từ thiện. Mới đây nhất, giọng ca xin lỗi tình yêu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp tại nhà riêng trong bối cảnh trang trí để chuẩn bị đón Noel. Mr. Đàm ăn diện bảnh bao trong bộ hàng hiệu nổi bật sắc vàng, anh không mấy bận tâm tới những ồn ào xung quanh. Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên nam ca sĩ không mở cửa đón người hâm mộ tới chụp hình, không gian trang trí Noel như mọi năm. Chia sẻ loạt ảnh tươi vui này, Mr. Đàm cho thấy tâm thế bình thản dù anh liên tục bị cộng đồng mạng réo tên trong vụ rà soát tài khoản từ thiện lẫn cuộc kiến pháp lý với bà Phương Hằng. Ngoài ra để tránh những bình luận tiêu cực một chiều từ phía anti-fan, nam ca sĩ vẫn thực hiện chế độ khóa bình luận.